Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Trong video hôm nay thì mình xin đổi gió một tí ạ. Mình muốn khoe về cái khu vườn mà mình thuê được. Thật ra nói là cái mảnh đất cùng khu vườn thì nghe nó to quá. Mảnh đất rất là nhỏ thôi. Thì mảnh đất này á, mình được thuê trong 3 năm mà cũng không có dễ dàng để thuê đất bên này đâu cô chú anh chị và các bạn. Mình phải đăng ký và mình phải xếp hàng dài để chờ cho đến khi họ gọi mình. Và mình nhớ không lầm á, là cái mảnh đất này mình đã đăng ký gần 2 năm rưỡi thì sẽ mới được gọi cái tên để xe để nhận cái khu vườn này, để nhận cái mảnh đất này. Thì cái mảnh đất này á, mình được thuê trong 3 năm thì mỗi năm á, thì mình phải trả 120 euro. Một tháng thì 10 euro ạ. Và mình trả đầu năm thì mình phải trả ngay 120 euro. Và tiền cọc của mảnh đất này là 100 euro. Thì hay xui thôi, nếu mà mình sau 3 năm mà mình muốn làm nữa đó, thì mình đăng ký. Mà nếu như mà hay nữa thì mình sẽ được, còn xui thì sẽ không được. Vì có rất là nhiều người đó, họ rất là thích làm vườn, họ rất là thích trồng rau quả sạch để ăn á, nhưng mà không có đất cho nên là ai cũng muốn thuê ấy cô chú anh chị và các bạn. Thật ra thì rất là buồn cười á, vì ngày trước khi mà mình ở Việt Nam á, ba mẹ mình, nhà mình cũng làm nông, nhưng mà nhà mình chỉ trồng lúa và rau lang và đậu tai thôi. Không phải đậu tai mà là đậu phụng. Thì qua bên này á, thì khi mà trồng mấy cái rau quả như thế này á, thì thật ra mình không có một chút kinh nghiệm mới á. Thì mình nhìn nhớ cô chú anh chị các bạn, ở bên cái vườn bên cạnh á, người ta trồng cái gì á, thì tuần này người ta trồng cái này, tuần sau là chắc chắn là trên cái mảnh vườn của mình á, là có cái rau giống y như của họ luôn. Vì là họ dù sao thì họ cũng có kinh nghiệm hơn mình á, mà họ mình bắt chước theo thôi. Thì cũng mát tay, cũng ra nhiều rau quả để ăn. Và nhân tiện đây thì mình quay lên mình khoe với cô chú anh chị luôn. Bây giờ lại là vô đầu mùa lại. Bây giờ thì trồng xà lách, rồi là dưa leo, là cà chua, hành, ớt, bí. Nói chung là nhiều. Và thấy rất là vui khi mà mình trồng tự nhiên nó ra được nhiều rau củ quả để ăn á. Thấy vui quá nên khoe cho cả nhà cùng xem cho vui ạ. Và khi mình trồng á, người ta bày là đổ nước xuống trong cái hộp nó, xong rồi là trồng cái gốc xuống á, thì cây sẽ nhanh phát triển hơn. Cho nên mình cũng nghe lời mình làm theo. Và xà lách đó trồng á cô chú anh chị các bạn, thì mình để dành cái vỏ của trứng gà mình ăn, xong rồi mình để dành, xong rồi mình rẽ quanh những cái cây xà lách đó để cho ốc khỏi bò vô ăn hết xà lách của mình. Mà cái video này á, thực ra thì mình quay nhiều đợt ghép lại với nhau á, trước khi mình bị đau cái tay của chú anh chị các bạn. Nếu mà bây giờ mà trúng thời điểm bây giờ thì mình đau tay thì chắc chắn là mình sẽ không có đóng cọc, không có đóng cây được để cho cà chua leo lên hay là đậu tay leo lên được, giống như trong video của chú anh chị và các bạn nhìn thấy. Thì có thể là ui cái tay bị đau mà đang làm như thế, nhưng mà không, cái video này là mình đã quay trước đó rồi ạ. Thank you.
Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn thích video của mình. Nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.